một ngày làm rạp của các anh em bắt đầu từ lúc khoảng chừng 6 giờ mọi người anh em đến là chuẩn bị bắt đũa và sắp từng món rồi chuyển bụi chuyển khung lên xe. Chuyển khung lên xe và xếp mọi thứ. Đây là hình ảnh các anh em bên nhà rạp của mình đang chuyển khung lên xe với một cái đám cưới cũng rất là nhỏ thôi, nhưng cũng phải chuẩn bị rất là tươm tất cho tất cả quý vị, chuẩn bị từng những cái chi tiết nhỏ nhất. Và sau khi đã bốc xong thì xe đã lăn bánh trên những con đường của quê hương mình và di chuyển. Lúc này là đoạn cũng đã rất đến gần nơi tổ chức rạp, đường giao thông nông thôn nhưng rất rộng rãi, thoáng mát. Hôm nay thì bọn mình dựng rạp ở một cánh đồng. Thường ngày càng tháng thì là chỉ là trồng ngô thôi, nhưng mà hôm nay thì bà con đã thu hoạch ngô rồi. Và khung cảnh đang hiện ra trước mắt là một cánh đồng quá rộng và đẹp. Mọi người có thể thấy là con đường phía trước của anh em đi làm. Dây vàng kéo đâu? Lúc này đã rơi vào khoảng hơn 8 giờ một chút sau khi chuẩn bị xếp bát đũa. Và điểm dừng rạp đang hiện ra trước mắt. Đây là cái lúc mà anh em đã bốc chuyến thứ hai để chuẩn bị set up, là chuẩn bị bàn, ghế. Người làm rạp ở quê mình nó sẽ làm rất nhiều thứ, từ bát đũa, bàn ghế, vân vân, và nhiều thứ. Khung rạp cũng đã được xếp ra một cái đám cưới. Đây là lúc chiều rồi. Rạp đã được dựng lên trên một cánh đồng ngô và đã có những ánh sáng lung linh. Và ngày vào buổi chiều ngày mai thì âm thanh sẽ được lên để cho gia đình tổ chức bữa nháp đón các vị khách quý. Rạp thì được dựng trên một bãi ngô. Lúc này thì rạp chưa được giải cái gì cả. Và trên bãi đất ngô này thì rạp sẽ được giải thảm đỏ để cho các đội uyên ương sẽ được thời khắc lung linh nhất trong những ngày cưới của mình, quý vị. Thì là lúc đang set up để xem là điện đóm nó như nào. Tổ chức ở những bãi rộng thì nó cũng rất là đẹp. Đây là lúc đã anh em đã giải cỏ xong thảm cỏ và thảm đỏ và để sẽ bước đi để chuẩn bị những cho công việc ngày mai và để đón cặp dâu rể bước trên thảm đỏ tiến lên sân khấu về chung một mái nhà. Trời thì cũng đã sẩm tối rồi nhưng mọi thứ thì cũng đã rất ok. Xin chào tạm biệt.